Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đóng vai Vũ Nương kể lại chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 12 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài đóng vai Vũ Nương kể lại chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Tôi vốn là con nhà nghèo khó, được cha mẹ dạy bảo ân cần về lễ nghĩa, đức hạnh. Năm ấy, Trương Sinh vì yêu mến Dung Hạnh mà xin mẹ trăm lạng vàng đến cưới tôi về làm vợ. Trương Sinh, chồng tôi, vốn là người đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Tôi biết tính chàng như thế nên cũng giữ gìn khuôn phép, không để lúc nào vợ chồng phải bất hòa. Tôi tưởng là chúng tôi sẽ sống sum vầy êm đềm như vậy đến đầu bạc răng long. Thế nhưng ông trời cay nghiệt, không cho chúng tôi sum vầy diên niên. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì quân Chiêm quấy nhiễu biên cương. Trương tuy là con nhà hào phú nhưng không có học nên bị ghi tên đi lính vào loại đầu. Tôi chỉ biết rót chén rượu đầy tiễn đưa chồng sông pha nơi trận mạc. Tôi chỉ cầu mong giặc giữ sớm ngày quy phục, chàng được bình an trở về, không cần chức tước mà nguy hiểm mạng sống. Nghĩ đến tháng ngày cách biệt, tôi không thể kìm được nước mắt đã ứa trong mắt tôi mà chảy xuống. Bây giờ tôi lại đang có mang, chàng đi chẳng được bao lâu tôi hạ sinh và đặt tên con là Đàn. Có con trẻ, tôi phần nào với bớt nỗi nhớ thương chồng. Mẹ chồng tôi nhớ con, tuổi già nên sinh bệnh nặng. Tôi muốn thay phần chồng tôi phục vụ người mẹ già nên hết sức thuốc thang, lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Nhưng mẹ không qua nổi, trước khi đi mẹ chăn chối lại những lời tha thiết rồi tắt thở. Tôi đau lòng lo ma chay cho mẹ. Vậy là chỉ còn tôi với bé Đản quặn quẽ. Trong căn nhà lớn. Qua năm sau giặc tan, chồng tôi trở về bình yên đúng như mong đợi. Chồng tôi buồn vì mẹ không còn, nhưng tôi hy vọng gia đình sẽ hạnh phúc như xưa. Nhưng bé Đản vì chưa gặp cha bao giờ nên không chịu nhận dù tôi đã hết sức dỗ dành. Có lẽ còn là trẻ con nên ương bướng. Ngày hôm sau, chàng bế con ra thăm mộ mẹ. Tôi ở nhà chuẩn bị mâm cơm, vừa để cúng tổ tiên tạ ơn, vừa để báo cho mẹ biết chàng đã về, cho mẹ yên lòng nơi chín suối, cũng là mừng ngày đoàn tụ. Không ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang. Buổi trưa hai cha con trở về, tâm trạng của chàng không vui hiện rõ trên nét mặt. Sau đó chàng nặng lời tra hỏi tôi, trong thời gian chàng đi xa, tại sao làm chuyện xấu xa thất tiết trái đạo lý. Tôi không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, thấy chàng như vậy chỉ biết khóc. Tôi đã giải thích cho chàng hiểu. Tôi nói đến thân phận mình là con nhà kẻ khó, được nương tựa nhà giàu trong thời gian chồng đi lính, vẫn một lòng trung thủy chờ đợi, không hề làm chuyện xấu xa thất tiết. Tôi cũng cầu mong van xin chồng đừng nghi oan để cứu vãn hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ. Thế nhưng, dù tôi hết lời phân giải, chàng nhất mực không tin. Làng xóm bênh vực cho tôi cũng chẳng ăn thua gì, chàng vẫn một mực mắng nhiếc tôi đuổi đi. Tôi tuyệt vọng đến cùng cực vì tai họa bất ngờ ập đến, nên cố bày tỏ nhưng chàng vẫn lạnh lùng không thay đổi. Biết rằng người có tính cách như chàng thật khó giải thích, nên tôi tắm gội chay sạch, suy nghĩ trước sau, thấy rằng cuộc đời thật không có ý nghĩa. Bao nhiêu vất vả với gia đình, ngay cả tấm lòng thủy chung một mực chăm lo cho mẹ già, con trẻ, nhưng bây giờ cũng bị phủ nhận không thương tiếc. Tôi không thể sống mà mang tiếng xấu xa để người đời khinh rẻ, nên chỉ còn một cách là lấy cái chết để minh oan. Đứng trên bến Hoàng Giang, tôi ngửa mặt lên trời than cầu, mong thần linh chứng giám cho tấm lòng thủy chung của mình, xong gieo mình xuống sông. May thay Linh Phi, vợ vua Thủy Tề, thấu hiểu nỗi oan của tôi, rẽ đường nước cho tôi xuống thủy cung và cho tôi lưu lại ở đó. Một hôm tôi gặp Phan Lang, người cùng làng trước đây có ơn với Linh Phi, nên khi gặp nạn đã được Linh Phi cứu. Phan Lang kể chuyện cho tôi. Chàng Trương sau khi thấy vợ chết, tuy giận nhưng vẫn động lòng thương, cho tìm vớt thây nàng nhưng không thấy. Thế rồi mấy hôm sau mọi người nghe chàng ân hận kể lại rằng, một hôm phòng không, vắng vẻ, chợt đứa con chỉ cái bóng trên tường của chàng nói là cha Đàn. Chàng lúc ấy mới thấu hiểu nỗi oan của vợ, ân hận nhưng đã muộn rồi. Nghe Phan Lang kể, tôi cũng thấy xót xa thương chồng con vì không ai chăm sóc.
không kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân mà quá đau đớn tuyệt vọng mà dẫn đến cái chết. Và làng khuyên tôi nên trở về. Ban đầu tôi đã nói không còn mặt mũi nào quay lại, nhưng sau đó vì nhớ quê hương, nhớ chồng con, lại mong muốn được giải oan, phục hồi danh dự, nên tôi lại nói sẽ quay trở về. Hôm sau Văn Lang trở về Dương Thế, tôi gửi theo chiếc hoa vàng và lời nhắn chàng Trương: tôi sẽ có ngày trở về Dương Thế. Mấy ngày hôm sau thấy Trương Sinh lập đàn giải oan 3 ngày 3 đêm ở bến Hoàng Giang, với tình cảm chân thành hối lỗi và thực sự mong tôi quay về. Thấy vậy Linh Phi có ý khuyên tôi nên về với chồng con, nhưng tôi vì có nghĩa với Linh Phi và lại hạnh phúc gia đình tan vỡ khó hàn gắn nên không muốn trở về. Đến ngày thứ 3, giữa chốn trần gian mịt mù khói tỏa thì Linh Phi đã cho 50 chiếc kiệu hoa hiện lên giữa dòng sông. Tôi ngồi trên một chiếc kiệu, nói vọng vào bờ lời tạ từ với chồng con rồi từ từ biến mất. Dù quá khứ đã lùi xa, nhưng có lẽ những người trong cuộc vẫn bị ám ảnh day dứt. Riêng bản thân tôi, dù đã sống cuộc sống trần gian, nhớ chồng con vẫn chôn kín ở trong lòng, khó có thể diễn tả. Bởi chính cuộc sống ấy đã đẩy tôi vào con đường tận tuyệt, dứt tình với nhân gian. Linh Phi nhiều lần động viên tôi trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng tôi luôn từ chối ân đức ấy. Bởi tôi thấu hiểu rằng trần gian oan nghiệt đã không còn chỗ nào cho tôi dung thân nữa. Hết bài. Hy vọng với video này thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.